Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì đầu video mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, cô chú, anh chị đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì sáng hôm nay mình đang ráp và quay một cái mẫu xe cũng đang rất là hot các bạn. Ra mắt cũng khá là lâu rồi nhưng mà vẫn còn đang rất hot trên thị trường. Mẫu này là Yamaha BG1 nha các bạn. Và màu mình đang ráp cho khách hàng của mình là màu xanh. Xanh này là xanh rêu nha. Mình nói là xanh rêu thì xanh này nó có hai bản các bạn. Xanh đen này, xanh rêu đen này và xanh ngọc. Thì khách hàng mình lựa chọn màu tối các bạn để lên một số chi tiết món ha. Thì giá xe hiện tại bên mình vẫn giữ giá là 33 triệu đã bao gồm VT và giao hồ sơ gốc nha các bạn. Ngoài ra thì khách hàng bên mình cũng lựa chọn một số cái trang trí lên theo xe để tăng thêm cái độ thẩm mỹ cho xe các bạn. Thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho khách hàng ở những phiên bản BC1 này. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một vài món mà khách hàng bên mình đang lên ha. Thứ nhất là cái cản sau các bạn. Cản sau như thế này, cản sau này là cản zin của Yamaha luôn nha. Phụ tùng này là Yamaha bán các bạn và có in chữ Yamaha luôn này. Đấy. Nha. Thì cái cản này bên mình đang để giá hãng các bạn 880.000 nha các bạn. Cản theo xe thì mình cất đi cho khách và mình khách gắn thêm cái cản các bạn. Thì cái sự khác biệt là cái bát chỗ này nè các bạn. Đây ha, bát chỗ này. Và cái cản này là 880.000 các bạn. Các bạn nào ở tỉnh ngoài hay là các tỉnh đó bạn ghé Yamaha đều có hết nha. Phụ tùng Yamaha các bạn. Rồi tiếp theo nữa, khách hàng bên mình lên cái gì nữa các bạn, lên cái bảo vệ lốc các bạn. Bảo vệ lốc chỗ này mình tán ốc vô chỗ vị trí này các bạn. Thì cái này là mắc nè các bạn, cái này tới 1.300.000 luôn nha. Đây thì nó bao gồm hai bên các bạn và có cái bát phía dưới này. Bát phía dưới này là nó bảo vệ cái gầm phía dưới này nè các bạn. Mình quay phía dưới này cho các bạn coi nha. Đây và cái này là của Yamaha luôn nha các bạn. Sản phẩm này là của Yamaha luôn, Yamaha làm và bán theo mã phụ tùng các bạn. Bát thì cái bộ này không là 1.000.000 các bạn, bao gồm hai thanh hai bên phía dưới này nha. Tiếp theo nữa thì cái này bên mình lên cái ba ga phía này các bạn, ba ga chỗ này nha. Ba ga cái này có hãng thì Pro và cộng hãng 399.000 nha các bạn, 399.000 đấy. Rồi lên thêm một cổng USB nữa các bạn, lên cổng USB chỗ này. Mình cổng USB đó thì khi các bạn mua, các bạn vào hãng các bạn mua luôn nha. Thì hãng Yamaha có làm và khi họ gắn vào cái jack ở phía dưới này các bạn. Có một cái jack sẵn cho các bạn nha. Thì mình gắm vào thôi, mình gắm vào mình truyền dây lên đây thì nó rơi vào khoảng 320.000 thôi các bạn. Đấy một vài chi tiết mà khách hàng mình lên. Ngoài ra thì phuộc sau nè, phuộc sau này anh khách của mình cũng lên, không có lấy phuộc này các bạn mà lên một cặp phuộc của xe nào biết các bạn. Phuộc bình có cái hơi, mình hay nói năm nay là bình dầu phía sau các bạn hơi á. Thì phuộc này thì rơi vào tầm khoảng 1.100.000 các bạn một cặp á nha, một cặp là 1.100.000. Thì mình làm lại cái chân này thôi các bạn thì khoảng 1.100.000 nữa thì khách hàng bên mình lên vài món như vậy thôi các bạn. Đấy rồi bên này thì lên nguyên một cái tấm Oppo bằng inox các bạn, inox xước ha. Miếng này là miếng nguyên miếng nha các bạn, nguyên miếng và được gò theo cái hình bát bô của xe luôn chứ không có phải là mình si hay là mình ấy nha, mà là nguyên miếng inox Yamaha bán các bạn. Đây có chữ Yamaha nè các bạn. Thì miếng này là 680.000 nha các bạn. Yamaha vẫn có bán miếng này luôn, thì các bạn thích cái miếng này thì các bạn ghé đại lý Yamaha có nha. Đây. Bên này thì các bạn kỹ thuật bên mình lắp xong rồi nè các bạn. Đây. Bộ lốc nổ máy được chưa em? Đèn thấp xuống giùm anh xíu đi. Đèn thấp xuống giùm anh xíu đi cho anh, cho khách hàng coi cái đồng hồ cái. Đây, rồi nguyên bản là xe khi mà lắp ráp xong rồi nè các bạn. Quay đèn phía sau cho các bạn. Ở đây nó có đèn định vị phía trên này nè các bạn. Cái này là cái bóng nha. Đây, cái bóng bên trong nè. Rồi ở phía dưới này nè thì mình có thêm một cái đèn rọi biển số nữa. Mình mở lên cho các bạn coi. Đây, khi mình mở khóa lên các bạn, mở khóa lên thì cái đèn này mặc định sáng nè, cái đèn rọi biển số cũng sáng luôn nha các bạn. Đây. Đây, khi mình quay phía sau cho các bạn coi nha. Đây, khi mình lắp cái cản phía sau lên nó sẽ dài hơn các bạn, cản zin nó chỉ ngắn tới đây thôi nha, cản zin nó chỉ ngắn tới đây thôi thì cái cản này thêm là nó che được cái đèn phía sau này các bạn. Đây. Rồi mình mở cái đồng hồ lên các bạn, đây là đồng hồ của xe nha. Đây mình mở lên nè thì các bạn thấy cái đèn nè, bơm xăng nằm vị trí này nha, rồi số nè, rồi km nè, 1 2 3 4 các bạn. Xe này là số tự động bình thường nha, 1 2 3 4 mình trả về 4 3 2 1 và nộp nha, kim km mình
bên cái cụm bên này đó các bạn, thì mình có cái nút này nè. Cái đèn của mình là mặc định nó sáng nha các bạn, khi bạn nổ máy lên nè, cái đèn ở phía trước này nè, đèn phía trước này là bóng halogen màu vàng các bạn, thì mặc định nó sáng đèn lên nha. Còn khi mà mình mở đèn đi đâu nè, thì cái đèn định vị nè các bạn, đèn vị nhỏ chỗ này nó sáng, còn khi bạn nổ máy thì cái bóng đèn mình nó mới sáng, bóng lớn nó mới sáng lên nha. Rồi đây là đèn ưu tiên các bạn. Cái cầm công tắc bên này nè, đây cầm công tắc bên này nè các bạn, thì nó có cái nút. Nút này hồi xưa là để tắt mở đèn các bạn, nhưng mà sau này thì mình mở đèn liên tục rồi, cho nên khi Yamaha thiết kế các bạn trên cái con BC One này và cái con Exciter á, mình mở lên vậy nè thì nó sẽ mở đèn ưu tiên các bạn. Đây nháy đèn ưu tiên các bạn, hai đèn nhanh sau nè, rồi hai đèn nhanh trước nè các bạn ha, mình không cần phải câu các bạn. Yamaha làm sẵn cho mình nha, mình mà tắt mở rất là được luôn. Đây mở tắt. Rồi ở phía trên này thì có công nghệ tắt máy tạm thời các bạn, khi bạn nhấn vào tắt nè thì mình không đề được nha, mình bấm đề không được nè, khi mình mở xuống vậy ha, tắt nè, mở nè thì mình mới đề được nha các bạn. Đấy, và khi bạn để vào bằng tắt như vậy nè thì nó tắt máy nha. Đấy, rồi cùm bên này, cùm bên này thì có bình dầu nè ha, đi đông nè. Rồi bên cùm bên này các bạn thì có xi nhan nha, xi nhan trái, xi nhan phải và kèm này thì mà có pha xa pha gần nè ha. Còn bên này là có bát xin các bạn ha, có nút bát xin ở đây nha, đây nè các bạn, đây có nút bát xin nè các bạn, thì cụm này mình nhấn vào đây nha các bạn, mình lấy đèn nó nhá nè. Đấy thì pha xa pha gần bát xin, kiến là kiến zin theo xe các bạn. Khi mình ráp xe mới cho khách thì mình còn đăng ký biển số nên mình yêu cầu khách giữ lại cái này cho mình nha, để mình đi đăng ký biển số cho khách. Đấy, rồi đồng hồ nè các bạn, đây bơm xăng ha, rồi pha xa pha gần thì nó sẽ sáng ở đây lên các bạn. Rồi thì giá xe bên mình là hiện tại là 33 triệu đã bao gồm VAT, và bên mình giao bộ sơ gốc để các bạn có thể đăng ký xe nha. Ngoài ra thì bạn nào đăng ký ở những cái tỉnh gần như là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang vân vân thì bên mình hỗ trợ bao đăng ký được nha các bạn. Đấy, thì hiện tại là bên mình có đủ 6 màu nha, đủ 6 màu với giá bán là bằng nhau. Thì bạn nào thích cái mẫu BC One này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình ở trong cái phần mô tả của xe nha. Ngoài ra thì hiện tại mình cũng có tất cả các đồ chơi trang trí của xe Yamaha BZ1 này các bạn. Mình chơi trang trí theo hãng các bạn, tại vì mình đang là chuyên danh của hãng Yamaha, cho nên phụ tùng trang trí của BZ1 là mình làm của hãng hết nha các bạn, không có bên thứ ba. Thì có một số món thì mình không có, hãng không có làm thì mình cũng không có cung cấp đó các bạn. Rồi một số món cơ bản của Yamaha BZ1 thì mình có đủ hết rồi nha các bạn. Đấy thì bạn nào thích cái mẫu BZ1 này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong phần mô tả của xe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip mình quay chia sẻ cũng như là mình ráp xe BZ1 tiếp theo ạ.